chào tất cả các bạn đến cùng các bạn để thời gian xem video của mình. Thì hôm nay chúng ta lại gặp nhân vật rất là quen thuộc, đó là Miên Chim. Theo như đề các bạn đã thấy thì video ngày hôm nay mình muốn nói với các bạn một vấn đề, đó là tìm nơi thực tập. Mình không phải là bạn sinh viên đi học quá chăm chỉ, cũng không phải là một bạn sinh viên có thành tích cực kỳ đặc biệt hay là thành tích cao hay gì hết. Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn dựa trên những cái trải nghiệm của mình sau 4 năm học đại học, hiện tại mình đã về vững chắc rồi. Vấn đề tìm nơi thực tập nó nên bắt đầu từ lúc nào? Đó là tùy quyết định của mỗi người, về hoàn cảnh, tùy cái sự chuẩn bị của các bạn á. Các bạn đã chuẩn bị tốt thì các bạn có thể thực tập, hoặc là các bạn cảm thấy là mình chưa đủ, mình cần chuẩn bị thêm trên giảng đường thì mình học tập thêm một tí nữa. Cái địa điểm thực tập đầu tiên của mình đó là tại một văn phòng bất động sản, và thật may mắn, còn mình nghĩ là do kỹ năng ngôn ngữ của mình cũng tốt, này là do HR ở bên đó trực tiếp tìm đến mình. Nó như là một hình thức lừa đảo, có nghĩa là có một bạn nào đó inbox cho bạn là: ôi em ơi, em nên thực tập hả, em có như là em muốn được tiền không, một tháng lương cứng là 1 triệu, hỗ trợ thực tập là 1 triệu, cộng thêm hoa hồng thì có thể lên tới 15-20 triệu. Lúc đầu mình nghĩ là nó như kiểu lừa đảo, nhưng mà thật ra mình không có chăm học tới mức đó, nên là mình đã quyết định bỏ thời gian đi xem thử và mình thấy hợp lý. Sau đó là mình trực tiếp vô đó làm luôn, thì làm dưới dạng thực tập như vậy, nhưng mà mình cũng đã cải thiện được cực kỳ là nhiều những cái kỹ năng này kia, để mà hiện tại mình có thể nói chuyện với các bạn ở đây. Thì đó là những cái lợi ích này kia mà mình sẽ chia sẻ ở một video khác. Đầu tiên có thể là chính HR của công ty đó sẽ tìm với bạn, nhưng mà thường thường thì nó sẽ là những công ty chuyên về tìm các bạn tele xe bảo hiểm này, bất động sản này kia, thì những cái ngành đó lúc nào cũng thiếu người hết. Vì thứ hai của mình thực tập cho một công ty luật, thì cái việc thực tập này là do một người quen để giới thiệu cho mình, sau đó là mình đem CV tới nộp. Thì các bạn có thể tìm được cái nơi thực tập qua người quen, các bạn sẽ thăm hỏi, thăm dò người quen, anh chị, cô dì, chú bác, và kể cả là giáo viên của mình nữa, là em như vậy, em có nhu cầu muốn đi thực tập ở một môi trường như vậy, hoặc là em muốn đi thực tập để cải thiện một cái gì đó, thì mình có biết có một cái gợi ý nào đó cho em không? Các bạn có đang đi thực tập ở đâu, có làm ở đâu, anh chị đi trước có biết ở đâu mà làm ở đâu thấy hợp lý được này kia không, thì có thể giới thiệu cho em. Thì đó là cái cách thứ hai mà chúng ta tìm nơi thực tập. Địa điểm mà mình thực tập thứ ba đó là một công ty truyền thông. Cái công việc này nó trái với ngành của mình, nên là mình phải tự thân vận động. Mình lên Facebook, mình search những cái group về cái ngành mà mình muốn apply CV. Sau đó mình vô những cái như là internship này kia. Sau đó thì mình bắt đầu apply CV, và bên kia nhận được CV á, sẽ cảm thấy là ví dụ như mình hợp á thì gọi mình đi phỏng vấn. Trước đó thì mình nghĩ là mình không có hợp với công việc bàn giấy lắm, nên là mình đã nộp ra một cái công ty sale về bảo hiểm. Và công việc của mình đó là sale, nhưng mà tại vì mình không đáp ứng được cái nhu cầu ở đó, vậy đó bảo là thì mình kiểu năng động nhiều chuyện quá, mà công việc ở đó chủ yếu là bàn giấy, nên là mặc dù chị rất muốn nhận, nhưng mà chị nghĩ như vậy á nó sẽ không có hợp với mình và sẽ tốn thời gian của mình, nên là mình mang cái CV đó mình đột với một công ty truyền thông, và mình đã được nhận ở trong đó. Mình cũng không biết là tại sao mình lại được nhận ở cái công ty truyền thông đó nữa, chắc là do mình ăn ở tốt hơn mọi người, chứ thực tế thì lúc mình vô á, cái ngành truyền thông nó không liên quan gì tới cái ngành luật mà mình học hết đó. Và mình đã có những tháng ngày ở đó cực kỳ là vui vẻ và đáng nhớ. Và một điều mình lưu ý khi mà các bạn muốn apply những cái công việc trái ngành để đi thực tập, đó là nó là trái ngành rồi, nên là các bạn phải ưu tiên cái độ trung thực của mình lên, ví dụ như trình độ ngoại ngữ nè, tin học. Các bạn có thể làm được những cái gì tốt, những cái gì xấu và đã thực tập ở đâu, thì mình nghĩ là các bạn nên trung thực, lựa những cái mà nó sẽ hợp với cái ngành đó, đáp ứng được cái ngành đó để mình ghi vào CV, thì như vậy cái khả năng trúng tuyển nó sẽ cao hơn. Tại vì trái ngành có nghĩa là cái tỷ lệ chọi cho mình thực tập nó là cao hơn rồi. Ví dụ như các bạn nộp CV cho những cái công ty ở trên những cái nhóm, những cái group đó, mà các bạn chờ một thời gian các bạn không thấy có phản hồi, thì mình có thể tự giới thiệu bản thân mình, hay gọi là tự xem bản thân mình trên những cái diễn đàn này kia. Ví dụ như mình học luật đúng không, thì sẽ có những cái diễn đàn mọi người sẽ lên đó, sẽ nói là dạ em là nữ, em bao nhiêu tuổi, em đang học gì đó, trường nào, thì bây giờ em đang có nhu cầu là muốn tìm thực tập có trợ cấp, có phụ cấp, thực tập có lương hoặc là gì đó, thực tập lấy kinh nghiệm này kia, thì anh chị nào cần tuyển, có cần tuyển thực tập, hoặc là anh chị nào có biết chỗ nào đang cần tuyển thì gọi em với này kia, thì mọi người cũng rất là nhiệt tình. Tại vì chính HR nhiều khi cũng muốn đi săn đầu người, cũng muốn tuyển thực tập có chất lượng một tí,
mạng xã hội nó cũng loãng nên là mọi người sẽ ưu tiên cho những người mà chủ động hơn, tại vì chính những cái bạn mà share bản thân mình lên đó thì các bạn đã có cái nhu cầu rồi, và các bạn cũng đã nói rất là chân thật về cái thành tích, cái khả năng đồ của mình rồi, thì hacker cũng sẽ có một sự ưu tiên ở đó. Thì mình nghĩ như vậy, đó là cách thứ tư. Mình nghĩ là bây giờ nó đã phổ biến rồi, nhưng mà và cái lúc của mình đó, đó là mình mới bắt đầu đi thực tập ngày 1, 2 gì đó, thì lúc đó mình mới được mang chị dẫn các bạn hãy up cái CV portfolio cái portfolio của mình đi lên lên trên LinkedIn. Thì đây là một cái nơi mà các nhà tuyển dụng lên nó nhiều, để mà có thể tìm được những cái ứng viên sáng giá, những cái ứng cử viên mà có chất lượng cao một tí. Mọi người sẽ dựa trên thông tin mà các bạn up trong CV và portfolio để HR có thể tuyển dụng và chủ động liên lạc với mọi người. Ngoài LinkedIn ra thì chúng ta cũng có thể up CV lên top CV nè, và cả Facebook nữa. Đó, mình có up CV lên top CV á, sau rồi mình nhận được mấy chục cuộc luôn, nhưng mà đa số là tuyển các bạn chuyên viên bất động sản này nè. Lúc đó là mình đã làm qua rồi, mình đã trải qua cái thời gian làm cái công việc đó rồi, và mình muốn thử sức mình ở những công việc khác nên là mình sẽ phép từ chối. Nhưng mà đối với mình thì công việc nào nó cũng sẽ có những cái vui, những cái không vui, những cái hợp, những cái không hợp, thì mình sẽ chia sẻ ở một video sau. Phía trên là 4 cách để mà mình với bản thân mình đã tìm được chỗ thực tập và mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Rất mong các bạn có thể tìm được một chỗ thực tập ưng ý. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn chuông nghe, tại mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và chào mọi người.